Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đức A Di Đà Phật phát thệ như vậy: bất cứ một chúng sanh nào dẫu cho tạo tội nặng nề tới đâu, nhưng biết sám hối, không làm tội ác nữa, khi gặp danh hiệu A Di Đà Phật, tin tưởng vững vàng, niệm danh hiệu Ngài, cầu sanh về nước Ngài, dẫu cho 10 niệm trước khi buông báo thân ra đi cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mà không được vãng sanh, A Di Đà Phật thề không thành Phật. Lấy cái lời thề của Phật này mà nhiều người đã ngộ ra, quyết chí tin tưởng, quyết lòng nguyện vãng sanh. Người ta vãng sanh trước mắt rất nhiều người. Hôm nay chúng ta nhắc lại câu này để xin chư vị tin tưởng vững vàng đi, nhất định buông đồ đau xuống, buông sai lầm xuống đi, thành tâm niệm Phật, nhất định quyết chí một đời này trở về Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định A Di Đà Phật sẽ lai nghinh đưa chư vị về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Một đời này mình làm Bồ Tát rồi chuẩn bị làm Phật, không còn khổ đau nữa. Nhớ nhé chư vị. A Di Đà Phật.